a victim of your hands. Your hands on me. I see it on repeat. When you cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc, kêu tâm chân âm mình ôm nhau ngủ say, muốn được giữ ai đó cho riêng mình, muốn là cả thế giới trong vòng tay ai, muốn cùng nhau đón gió đông bên bếp lửa hồng, trái đất thu bé trong một căn phòng. Chúng mình số vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, anh vẫn chọn con đường anh lần đầu thấy em. Về chung mái nhà dẫu không phải lâu đài nguy nga, về chung mái nhà dẫu chỉ có tấm lều mái lá, chỉ cần giấc mơ tỉnh dậy, giấc mơ được nhìn thấy giấc mơ giữa trưa này, anh muốn chân em và nói anh vẫn ở đây. Chúng ta sẽ trong ước mơ gì xa xa, chỉ hai trái tim thật thà, ta về xa chúng một nhà, thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta. Thương nhau thật nhiều và yêu như
chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh. Với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây. Chần chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do. Em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây. Chần chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do. Em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Chồng của em. Yes I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do. Anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bắt đầu. Dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Cuộc đời cưới nhau nhà,
đèn sang nhà em để xin mẹ cha được làm trong em, xin mẹ cha được bên cạnh vui buồn cùng với em, cuộc đời anh sẽ chi giao phó cho mình em. Anh sẽ mang vòng nhẫn cưới đeo vào tay nàng dâu mới, bước cùng trên đoạn đường sắp tới, nhìn nhau sát vào nhau đợi nụ cười rất tươi, là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui. Anh sẽ mang cho câu hỏi đôi đèn sang nhà em để xin mẹ cha được làm trong em, xin mẹ cha được bên cạnh vui buồn cùng với em, cuộc đời anh sẽ chỉ giao phó cho mình em. Trên đoạn đường sắp tới, nhìn nhau sát vào nhau, đợi nụ cười rất tươi, là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui cuộc đời.
tôi được ý quyền của bà ngoại, của cha mẹ với Vân, thì của cô cậu gì chú bác á, đại diện thì cũng xin đâu là phát biểu để rồi giới thiệu cho mình gái biết. Có nghĩa là ở đây là mình bắt đầu là đi hỏi để xin làm lễ đính hôn, đúng không? Dạ. Tôi xin giới thiệu đây là bà đó, bà ngoại ruột. Dạ, xin chào bà. Em có ba Suya, kia là bà ngoại bảy, em của bà này. Rồi kia mấy chị, mấy anh, mấy cậu, rồi đây là bà chị của thằng này. Đại loại là như thế. Nếu mà dài quá, ngầu một bàn chút nữa xuống dưới kia rồi mình giới thiệu tiếp. Dạ. Xin mời hai cháu nó vô đứng đây. Rồi tôi hỏi, mới chắc ăn chứ không? Dạ. Đến hôm. Trước hai tập ông ngoại hỏi hai con một điều một thôi, tức là qua mai máu, qua tìm hiểu, tụi con tìm hiểu đi đến thống nhất và đồng thuận tới bữa hôm nay, hay là có một cái áp lực nào mà buộc tụi con phải đến ngày hôm nay, thì nếu có bị áp lực thì tụi con cứ nói, còn nếu không có áp lực gì thì tụi con có quyền làm thinh, mà làm thinh Việt Minh làm thinh là đồng ý à, như thế. Nếu như tụi con đồng ý thì ông ngoại tiếp tục để cho đàn trai ta làm việc. Này á là gia đình nhà trai xin gửi lại bên họ nhà gái. Còn trình ngày cưới thì chưa? Dạ, ngày cưới từ từ, cái đó sau. À, dạ. Cái đó là xong xuôi rồi đấy. Dạ. Đó là anh để đây này. Dạ. Như vậy thì bên đó cũng chưa nói, chưa xin, nhưng mà thật ra giờ mình đến hôn đó nào ngày em lên, bắt đầu từ giờ này trở đi tụi nó có quyền kêu cha mẹ. Dạ đúng rồi, hai ba đều cha mẹ. Nghe là được cái đó. Tử thân phù rồi hộ. Còn lại là đồng ý hết rồi thì xin mời hai ông xui. À, vậy đi. Giờ cái thưa hỏi nhà gái này, thưa quý cô bà này, hôm nhà trai cũng đường xa xa xôi, hôm nay nhân tiện cái lễ của anh đến hôn là nhà, cho nhà trai xin cái lễ cưới luôn, xin cái ngày cưới. Kêu cha kêu mẹ, còn ngày cưới thì mình cứ lo cho nó. Vậy dạ. Giờ thì thông báo với họ nhà gái được biết là ngày 18 tháng 2, Tây. Người làm cấp. Dạ, cái này nhỏ quá, ít quá. Chút nữa lớn, chút kêu. Rằng anh yêu em nhiều không,
anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em, ta sẽ luôn như hôm nay, và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy, nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình ta chớm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Sáng thức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày đêm ngủ chung một giường. Tương lai to bự cùng nhắm về một hướng. Ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường. Cưới nhau vì nhau thấy gì khó quá cho quà. Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa. Giận cứ nói thẳng anh để em là cho đã. Bao nhiêu đó là đủ, thôi đi nha. Mỗi khi em buồn anh sẽ tự ngồi vào vai thần thánh. Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh. Còn chán thì anh sẽ tự ngồi nhập vào vai chân thành. Hãy nào sáng lên chỉ để nụ cười em luôn gần anh. Sẽ em chỉ mới và giờ ta thấy rằng I miss you. Muốn nói với em một câu thật lòng là I miss you. Hôm nay bất chấp tất cả anh muốn nói với em là em ơi. I wanna marry you. Anh sẽ không nghi ngờ tình tình ta chấm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Của em ta đã thuộc về nhau, yên vui hay buồn đau ta kề bên suốt đời.
Từ nay em là của anh, ta mãi thuộc về nhau. Yên vui hay buồn đau, em đừng lo. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Từ nay anh là của